Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm một video để xuất cho các bác khách tép leo, tép LR, tép B3. Các cái cấu hình ngày hôm nay thì em có review các cái mẫu tép của nhà em. Nhà em làm đến hàng mấy chục loại tép nên em có những cái mẫu tép hàng ngày lên đường và chất lượng đẳng cấp đỉnh cao của bên Tùng Nguyễn. Và cấu hình ngày hôm nay thì các dòng tép 450 và Tùng Nguyễn về các cái dòng toàn giải 16 solami cực nhiều, về rất là nhiều để phục vụ tất cả các bác. Tùng Nguyễn sẽ có các cái video và giới thiệu và livestream để xả hàng các cái mẫu toàn giải 16 này. Toàn giải 16. Các bác có nhu cầu đến thiết bị âm thanh có thể liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn qua các cái số máy và địa chỉ trên tấm biển. Về đối với cái dòng sản phẩm ngày hôm nay thì em có review. Đầu tiên là một dòng tép neo 450 hàng chất lượng đỉnh cao của bên cửa hàng, đó là dòng tép neo BNC 123 đôi. 3 đôi. Hôm nay Tùng Nguyễn xuất cho khách và xuất cho cả thợ các anh em lắp loa. Đối với dòng tép neo này thì các bác có thể nhập, đại lý có thể nhập về cửa hàng bán số lượng rất nhiều và giá rất tốt cho anh em đại lý. Đây là một dòng tép neo 450. Tép neo BNC côn 44 và côn dây dẹt các bác nhé. Dòng tép này thì em có nhập về để phục vụ tất cả các bác với cái cấu hình là nắp loa full bass 30. Đấy, 40 mà chơi gia đình nhỏ nhỏ côn 76 thì là lắp ok. Còn đâu nắp full 30 là chuẩn nhất với cặp bass, cặp tép này. Tép neo bi 450. Và cái cấu hình ngày hôm nay thì em có review là các cái bộ tép chế các bác nhé. Tép chế. Với cái cấu hình ngày hôm nay thì có rất là nhiều các bác khách lấy tép chế. Đối với dòng tép chế thì các bác phải đánh qua cái phêu như này các bác nhé. Đánh qua phêu như này. Đấy. Thì các cái bộ tép mà B3 chế của nhà em thì nó rất là nhiều. Ví dụ các cái bộ dàn hoặc là tép neo hoặc là tép LR chế, bất kể các bác có nhu cầu đến tép chế. Ví dụ các bác có thể là có nhu cầu đến cái phễu hình chữ nhật cao 11 và dài 28 này. Còn đâu nhà em có một loại cao 15 và dài 32 thì phục vụ vào các cái loại ông to như này. Đấy. To như này thì sẽ dùng các cái phễu to như thế. Còn nó phễu bé này mà cái củ nó to như này nó không được chắc chắn thì mình sẽ dùng cái phễu nó to hơn. Đấy. Các bác lưu ý nhá, các cái mẫu tép này thì các bộ dàn karaoke bị thiếu tép. Ví dụ các cái đôi loa của nhà mình chất tép nó không thể lên được, các bác có thể là hỗ trợ cho Tùng Nguyễn bằng một đôi tép. Và ví dụ cái cấu hình bình dân thì các bác cứ dùng cái loại này. Còn bác nào mà thích hàng cao cấp thì dùng hai loại này. Loại tép neo kia là cao cấp nhất ở cửa hàng và loại tép 450 này là loại cao cấp nhất ở cửa hàng các bác nhé. Còn các cái loại tép phổ thông và tép bình dân thì nó rất là nhiều ở cửa hàng. Đấy, đây là mẫu tép B3. Nhà em làm mấy chục loại tép các bác nhé. Có đôi khi các bác mua tép mà để chế ngoài chơi ấy, thì em sẽ tặng cho các bác này. Cái tép này là loại bắt ốc này, là B3, củ từ 120 côn 4. Mình chế ở ngoài chơi, Tùng Nguyễn sẽ mình sẽ mua cả một bộ này. Đấy, mua cả bộ này. Thì khi các bác mà chế ở ngoài chơi thì mình không đánh qua phân tần đúng không ạ? Mình lắp thêm một bộ tép, mình gọi dễ hiểu nó là một bộ cóc tép. Đấy. Thì khi tép kèn này chế trong các bộ dàn karaoke thì tiếng tép nó rất là khỏe. Các bác chơi nó tiếng tép nó sẽ được sáng và lẩy hơn. Đối với dòng này các bác không đánh qua phân tần thì em Tùng Nguyễn sẽ tặng cho các bác tụ máy trở để thay phân tần. Thứ nhất là để chống cháy tép và thứ hai là để cho tiếng tép nó ra sẽ mịn màng và sáng tép hơn, nó lẩy hơn. Đấy. Đôi tép B3 này từ 120 côn 4, nắp nhôm màu vàng. Đấy, nắp nhôm màu vàng. Còn đâu cái đôi tép LR này là một dòng 450 cao cấp ở cửa hàng. LR nắp nhôm của nó là nắp nhôm hình bông hoa. HG440-8 hàng xịn của nhà máy. LR nắp nhôm hình bông hoa. Tép LR này cùng là cái phân khúc từ 120. Các bác lưu ý là Tùng là phân khúc từ 120. Nhìn cái củ LR này trông nó khỏe và nó hầm hố hơn hẳn củ B3 này. Đấy, và giá thành nó cao gấp đôi cái củ tép này luôn. Đấy, riêng đôi tép LR này mua hai đôi tép B3 chỉ bao mua được một đôi tép LR. Đấy. Còn đây là một dòng tép neo nhìn đẹp và chất lượng tiếng ra cực hay. Ngày hôm nay Tùng Nguyễn review đến các cái dòng sản phẩm mà tép.
Các bác có nhu cầu đến các dòng sản phẩm tép này có thể liên hệ trực tiếp đến cửa hàng Tùng Nguyên Audio. Bác nào mua củ không thì em sẽ bán cho các bác một đôi củ. Bác nào mua bộ chế thì em sẽ tặng cho các bác bích lối, tụ trở và cả phễu ở trong bao gồm trong một bộ. Các bác có thể là chơi bộ tép neo này, chế ở ngoài này, chơi bộ lờ giờ chế ở ngoài này. Lờ giờ này thì sẽ kết hợp một cái phễu nó to hơn, B3 chế ở ngoài này. Các bác có thể liên hệ cho Tùng Nguyễn Audio. Đối với các bộ dàn karaoke bị thiếu tép thì các bác có thể là ví dụ đánh với các dòng loa full mà B3G212 như này thì các bác chỉ cần đấu 1 mét dây thôi, đấu ở đằng sau loa câu thẳng luôn lên tép đấy là các bác có thể là chơi được tép rồi. Loa các bác bị yếu tép các bác có thể chơi được tép. Bác nào mà cần đến hàng chất lượng thì lấy hai cái mẫu trên này. Bình dân thì nhà em có rất là nhiều, còn chất lượng thì có hai mẫu này đấy. Và các bác có thể là mua hàng có thể là nhận hàng và kiểm tra và thanh toán và lên đơn đúng B3 này, NG lắp nhôm mình bông hoa này và tép neo bi côn 14 này. Các bác nhận hàng và kiểm tra thanh toán, đúng hàng thì nhận, không đúng hàng thì trả về cho Tùng Nguyễn. Và các bác tham khảo hàng của các cửa hàng thì các bác cảm thấy mình hàng cửa hàng bây giờ trên mạng này mà ở đâu bán rất là nhiều, nhưng cái quan trọng là mình mua ở chỗ nào uy tín và đổi trả tử tế thì các bác có thể nào người ta không bảo hành cho mình tử tế thì mình mua. Thì hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé. Vì thị trường bây giờ thì nó rất là nhiều người làm, có nhiều người người ta làm rất là thật thà, có nhiều người người ta lại là lừa đảo. Thế nên là các bác mua hàng các bác lưu ý. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.